Sấm truyền Phật thầy Tây An, phần sấm giảng, quyển 3. Quý mùi bá tánh gian nan, dương gian phải chịu, vô vàng đắng cay. Tháng 3 sống chết chẳng hay, tháng 10 nhâm ngủ, ít cười khóc lung. Chạy đâu cho khỏi ước mùng, linh đinh bá tánh, vô cùng thở than. Thương người tím ruột bầm gan, thân nằm như củi, lầm than chập chồng. Tháng ba bá tánh khóc ròng, bị tần nó giết, máu hồng tuôn rơi. Tháng năm tháng sáu rụng rời, tháng bảy tháng tám nửa đời bá gia. Lớp binh khí lớp binh ma, lớp nào ban trái lớp nào binh dương. Mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên bãi núi tư lương trong lòng. Có khi lửa cháy phập phồng, cháy lên núi cấm chạy vòng đội ôm. Tháng 10 giặc đánh có chậm, chúng sanh phải ráng lo phương tu hành. Năm dê tan rã đã đành, tan điền thương hải mới đành lòng dân. Nói xa rồi lại nói gần, hết đời kêu réo cho trần ráng theo. Làm cho trói chết cũng nghèo, ráng theo một đạo hiểm nghèo cũng vui. Mấy người chẳng có tin tôi, sau đây mới biết việc đời ô hô. Bao giờ còn mạnh như trâu, lớn con mạnh quá ai xô núng nào. Con sủ nó lớn biết bao, có khi ngã xuống một giây tiêu tàn. Con dê thấy khổ rõ ràng, bần tăng sĩ khó phân tàn thế gian. Học văn học võ cho toàn, đặng sao tế thế giúp làng độ dân. Nếu không nghe thửa lời thì ân, ngày sau rụng cánh rơ đầu đứt chân. Bốn phương giặc đánh tưng bừng, cọp rống nghe cùng vượn hú khỉ la. Hồng hoàng cao cát cũng ra, mãng xà chim nhạn bay xa khỏi trời. Gớm ghê dòm thấy hỡi ôi, thay nằm máu chảy tràn đồng ghê thai. Cuối thân nhiều việc rất gai, hội về bãi núi cát bay mệt trời. Hết trông hết tưởng việc đời, vua ra cai trị dân thờ tiêu diêu. Chết sao chết rất là nhiều, hội nhau lục tỉnh cũng tiêu một giờ. Gom nhau như cá chạy lời, dường như chẳng khác con khờ không cha. Từ rằm cho tới tháng ba, người không có ngớt khóc la trong nhà. Hết thân rồi đến niên gà, hết trong thờ phượng ông bà mất công. Tháng 10 tới số cuồng phong, chính là năm ngọ cuồng phong bất kỳ. Nói trong ở xứ Nam Kỳ, trúng đao phải chịu hao mòn thế gian. Mười phần hết bãi rõ ràng, chọn đi lựa lại sải sàng rất hung. Thầy tu giữ dạ liệu dùng, thầy tu nhất trí buộc cùng thiên sinh. Trời Nam lâu quá một mình, thả ra chạy riết cho sinh hết lời. Bao giờ gặp Chúa ở đời, Nam mô bác ái kính mời lòng ngay. Chúng sinh phải bị trời đài, đôi ba năm nữa châu mài lụy xa. Tháng tư kỳ quyết tháng ba, ông bà tiêu diệt ra ma hết rồi. Thế gian khổ sở lắm ôi, con khỉ bị lửa ngó ngồi trong đa. Cuối gà còn ít người ta, ông bà lên xuống nghĩ mà còn chi. Bây giờ đang nói tiên tri, ông nào cũng giỏi, biết tri việc đời. Nay mai đổi xác xa vời, biệt hồn tiêu xác cho mà biết nhau. Chừng nào lỡ đất cù lao, phân chia thiên cát với nhau mối sầu. Nói ra dạ bắt buồn rầu, vàm nao ông trưởng liền cầu để đi. Bây giờ lời nói hồ nghi, biết chừng đó có hay không xa gì.
Minh Dương ra trị vậy thì, tháng 8 năm Dậu, lộ kỳ thẳng rang. Lúc này chưa thấy nghinh ngang, đến cơn rốt việc, vái vang không thành. Cội thung đeo ngọn lên cành, trước không niệm Phật, sao thành lòng nhân. Bây giờ khổ sở tới chân, các nước hội đến, nhảy đâu khỏi bờ. Thấy con bé dại còn khờ, không cha vô chúa, giật giờ nắng mưa. Ráng tu đặng có lọc lừa, ngày sau biết quỷ, đặng chừa nó ra. Khuyên đừng tin tưởng đạo tà, thấy lên ngút ngắt, dội mà tin theo. Ngày sau yêu thực hiểm nghèo, ông lên bà xuống, gieo neo đủ điều. Đời này ma quỷ rất nhiều, hết năm nhâm ngọ xuống lên khắp trời. Thế gian đừng có đổi giờ, nay theo ông đó, mai thờ ông kia. Ăn chay như cá dồn đìa, chừng nào nước ngập cá mà lội lên. Ăn chay giữ dạ cho bền, bỏ quên tội phước không nên đâu là. Bây giờ trong dạ còn tà, cứ đeo lục thục bỏ qua cho rồi. Việc tu đừng có lỡ bồi, tu tâm dưỡng tánh cho rồi mới nên. Năm khỉ nghĩ lại không bền, tư bề giặc đánh vang rền khắp nơi. Cần dưng lộ đắp sửa rồi, phố phường cũng có an rồi máu ra. Trên bờ giặc đánh hằng hà, lớp giặc lớp thú nó ra một lần, trốn đâu cho khỏi giặc tần. Kẻ quên người nhớ, dạy lần cho nhau. Cả kêu cùng bớ đồng bào, nhất tâm hành đạo mai sau đặng nhờ. Dưới sông chẳng có trống cờ, hai bên ghe khích đậu nhờ nối đuôi. Vui thôi như hội tầm vương, mãn xà cắt cổ nuốt người ngổ ngang. Kẻ la người khóc nghe vang, ngạc ngư nuốt sống thế gian muôn trùng. Hội thôi tiếng súng đùng đùng, gươm khua vang tiếng, khác nào bắp rang. Còn thầy đứng chót Tây An, cả kêu thần tướng rước con đem về. Tập trung trăm họ đề quề, hết cơn bị cực sống kề trên non. Ngày nay mới biết mất còn, chọn đi lựa lại hao mòn còn ba. Hết trông hết đợi hết chờ, qua dê tớ khỉ giật giờ bá gia. Hằng hà xa số người ta, cộng đi lựa lại quỷ ma rất nhiều. Thế gian chết biết bao nhiêu, lớp hao binh khí lớp nào quỷ vương. Kéo nhau đi chật cùng đường, 72 đạo tranh vương chém đầu. Ngay trên núi cấm có lầu, có cờ có phướng gọi là Lư Châu. Gom nhau các xứ đâu đâu, cùng là các đạo lũi đầu riết theo. Đạo nào có giỏi mau theo, chư châu các quốc ùng ùng tẩy sang. Hồi xưa hỏi nhớ Tây An, thầy dặn hồi trước khoan khoan gán chờ. Thấy con yếu đuối giật giờ, con ráng ở lại sao chờ thầy đa. Tự lòng bá tánh tầm ra, đừng theo chen lấn quỷ ma mà lầm. Bao giờ ở lại không tầm, tự lòng tự ý theo mà hay không. Đua nhau như cá rồng rồng, nôn nao chết sớm giật giờ còn đây. Xúm nhau kết đảng kết bầy, một đao xuống thế xung vầy xưng vương. Rủ nhau lên xuống chật đường, hết năm con khỉ thấy đờ bước sang. Tháng sáu năm khỉ nước tràn, khỉ ăn trái giác thân ngồi khó trông. Năm Dậu bình địa khởi công, phân ngôi bá tánh hết trong giàu nghèo. Còn ba tháng nữa hiểm nghèo, bùng bùng ba tiếng nổ quèo thành sông. Xà tón ra tới dinh ông, đưa ra tớ láng bãi thưa ông tà. Thấy thôi ngớp mắt thay là,
thấy sọ người rớt, khác nào mù u. Thây nằm sắp lớp ruồi bu, sùng sục ruồi đánh, ầm ầm thấy ghê. Máu người chảy xuống ê hề, khác nào nước suối, thấy mà hoảng kinh. Biên la trống đánh ình ình, thương cho cô quải, chịu mình oan ương. Mấy cô khổ sở trăm đường, cạo đầu tụng thiếu, pháp trường phân thây. Thầy chùa chối quách ngoài cây, ăn tiền hối lộ, cũng xưng ông thầy. Mấy người đừng có châu mài, qua mặt trần thế, qua mà thần tiên. Ngày sau tới hội khó yên, lựa quá từ đạo, để chi hại người, giận thay phái lục hại trần. Việc không nói có, quan thì rất quan, tai cồn tai mõ nghe vang, kêu ôm gủa dịch vái vang nhiều lần. Bao giờ mình hại cõi trần, tiện cây làm tướng, hại trần vái heo. Đến sau lâm hội hiểm nghèo, ngũ hành chư vị mách mà quân sư. Cho nên trời Phật biết dư, quan quan thú vật biết đi phương nào. Tới nơi tấu cáo trong trào, làm thầy pháp lục rơi đầu quỳ đâu. Bây giờ phải bỏ mau mau, cứ lo niệm Phật trước sau được nhờ. Núi Sam bản đá trương cờ, làm ra nhà Việt sử mà bá đau. Núi Bà nhà khối minh trào, bãi núi chứa ngọc chứa vàng chứa quân. Bà đội cơm nấu cho quan, ông tô làm khám chứa hàng lục châu. Núi Tượng chứa lúa củi châu, ông Két chứa thánh chứa Âu người lành. Núi Sam thầy ở phân rành, quân sư nhà Hớn thực hành nhà Nam. Chiếu theo pháp lực thầy làm, sâu nào rau nấy chớ ham của hờ. Các con khờ quá là khờ, nói sơ mánh lớn vốn mà lục châu. Bây giờ bay biết khấu đầu, bên nào tướng nấy vào chầu vinh râu. Thầy ra truyền đạo chém đầu, gia tô tệ quá chém đầu Chu Di. Tại mày trước ở không y, hồi qua thập tự cũng ghi vào lòng. Chúa mày ta cũng rõ thông, hồi vua tự đức nối dòng gia long. Phá thành phá lũy thành sông, đến đời cường đế tới nay khó lòng. Hội nhau gan ruột phập phồng, có ông Trương Chiếu nịnh hồng đầu tay. Nhập môn đốt hết thuốc này, đốt cháy kho thuốc cho tay trọn quyền. Mày hại mày báo nhãn tiền, rút nhau mà chạy vua liền bỏ ngay. Gom nhau chém đạo một lần, ngày sau sống sót giết hầu Chu Di. Hết năm Dậu mớ tường tri, thầy lên làm sói để thì lo xa. Bao giờ tam giáo một nhà, biết nhau hay dở đông tây hiệp hòa. Năm Tức nối nghiệp cửa nhà, bá lan làm chức lên mà từ công. Dẹp an thế sự cho xong, thằng nào chán rớn chém trong pháp tràng. Tìm ra mối đạo Tây An, thằng nào tà đạo chém đầu để chi. Nước Nam khôi phục vậy thì, lần lần dạy dỗ cho y lời truyền. Năm Tức còn hở chưa yên, phân ngôi chuyển thứ tới mà coi chơi. Đào Lư công chúa vậy thời, quê kỳ tiếp sức hại đời nhà Nam. Đồ bay cất nổi việc làng, thổi ba công chúa đăng phàm tiếp theo. Đào Lư pháp thực hiểm nghèo, phi sa tẩu thạch đốt nhà lửa bay, làm cho cây ngã đá tan. Hô phong quán võ chật đàn binh ma, nước phun lửa cháy sáng lòa. Tối trời tối đất ban ngày như đêm, thổi ba tâu trước thiên đình. Cho lưu kim đính ba tiêu tay cầm, ba tiêu mượn của Phật bà, hồ lô mượn của
Ông mà Xích Mi, nếu không giết nó hết đi, nếu mà để vậy, chết đi không còn. Thế Tôn dòm thấy hao mòn, tâu thêm tiếp sức, với mà chơn nhơn, lãnh phù lưới sắt hết trơn, đằng vân giá bỏ, xuống ra phép thầy. Xa xuống dòm thấy quê kỳ, đào lư lướt dặm, tiếp thì sông vô, thổi ba bước xuống liền hô, thổi ba cất tiếng, xin cô liền dừng. Đào lư bối quẻ liền mừng, địa tiên đâu dám, sánh cùng thiên tiên. Hô phong ván võ liền liền, đào lư phun lửa, dính liền thâu vô. Đào lư biến quá biển hồ, thổi ba lại quá, lưới trời trải qua, lớp đi, lớp ở, lớp hà. Đào lư giận dữ, biến ra tối trời, tư bề kiếm chém khắp nơi, thiên la địa võng, văng ra khắp trời, phi đao mắc lưới hết rồi, quá ga cồn lớn, tư bề không chân. Kim đính thấy vậy, dửng dưng, kêu thầy bốn tiếng, cứu con phen này. Rồng vàng, xanh bạch, rồng mung, bốn con đỡ lấy, vậy mà cù lao, bao giờ thế sự không sao, thổi ba liền, quạt ba tiêu, hoàn hình. Coi đi ngó lại dị hình, con ngu độc giác, giống hình yêu tinh, đem về Phật tổ hành hình. Xúc chuồng nó hại, dân tình thác quan, cầu ông thánh Tây An, sau đây cầu Phật, thế gian lưu truyền. Năm tức 17 tháng 3, bước qua 18, vậy mà tháng 4, đại hội thần Phật đều vui, kẻ thờ giỏi dở, kẻ gần người xa. 18 ông thánh đều ra, thi đấu thi phép, thi tài biển sông, với nhau một trận long đong, ai còn ai mất, gom chung một lần. Con chó còn biết nghĩa nhân, tìm chúa tìm thần, tìm chủ thở xưa. Thế gian như khóa không chìa, tháng tư năm tức cho chìa bá gia. Yên nơ, yên cửa, yên nhà, đố ai tranh đặng nước nhà Tây An. Dầu cho chó có xuống hang, đi đâu cho khỏi, Tây An giữ gìn. Ngày sau Phật xuống thình lình, cai trị bá tánh, giữ gìn chúng sanh, đạo thần tiết quý đua tranh. Sao còn lưu trú, quảng thành cũng ra, dương phàm cũng chỉ lòng tham. Vân tiên tử trực, cùng là hớn minh, la thông trổ mặt rất xinh. Bao giờ sức thánh hiển vinh trọn đời, tề thiên dạo khắp mọi nơi, càng khôn thế giới, ráng mà tĩnh tâm. Việc đời còn chẳng mấy năm, sao không tu niệm để làm thánh tiên. Thổi ba tiếp giúp trọn hiền, nhìn ra cho biết lưu truyền vạn dân. Đánh nhau một trận cân phân, cùng nhau một trận tử phân bại thành. Chữ tu liền với chữ hành, la thông xuống tiếp với mà công nương. Chơn nhơn tôn tẩn giúp đường, bùa linh hú gió kêu mưa khắp ngàn. Nước nam châu báu ngọc vàng, các nơi xúm giật đem về châu lưu. Bây giờ ai có công tu, muốn cho khỏi đọ gán tu khỏi sầu. Sông tiền mỹ thuận bắc cầu, núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây. Giác tu gán nhớ lời thầy, tu mê bỏ đạo sau này khổ đa. Trong xa mà chẳng thấy xa, đến niên ất gà tớ sát bên lưng. Gán tu chứa mễ chứa diêm, muốn thân lánh nạn kiếm tìm gậy xưa. Cao miên thứ thổ không chừa, thế nào bãi núi trái thôi vô cùng. Gán nghe tiếng ré cổ lùng, tam canh nó gái tìm đường thoát thân. Tu hành niệm Phật cho cần, kẻo sao lầm lạc nhiều lần long đông. Tu hành như buổi chợ đông, đừng ham danh lợi chớ hòng tham gian.
cơ chờ định vậy chớ than. Cứ niệm Di Đà, bổn chữ mang vô, tu hành như cá phơi khô, tuy không có muối mà khô mớ màu. Nói ra thiên bắc buồn rầu, năm heo mới biết, thôi mà việc hung. Chúa tôi cộng lạc chung cùng, đất vườn dành giữ, muôn trùng sắm chi, gia cầm nhiều có bán đi, năm dê phải dứt, để thì chẳng ăn. Đừng mà niệm Phật lăng xăng, học mà dối trá, tranh ăn khó lòng. Ráng tu niệm Phật cho thông, cứu trong dòng giống, trừ mà dịch ôn. Trừ luôn cái lũ bôn chôn, kẻo mà mất xác, tiệt hồn không hay. Học văn sách vở tỏ bài, chuyên nghề theo thánh, có ngài phong lưu. Nam mô hai chữ quán cụ, tôi ra cuốn giảng, điên khùng biết chi. Tà lục là tánh ngu si, nam mô vô đạo, phải y nhớ lời. Nam mô A Di Đà Phật.